Lâm Vân từ khi tâm duyệt Chu Uyên đã có 8 năm, gả cho Chu Uyên hơn 2 năm vẫn tận tâm tận lực hầu hạ, chua xót uống hết một chén canh tránh thai, chỉ mong Chu Uyên cũng có thể yêu cô. Từ khi Trắc Phi vào phủ, tình cảnh của nàng càng ngày càng không tốt, đối mặt với các loại hãm hại của Trắc Phi, hắn ngay cả tra cũng không tra, hỏi cũng không hỏi, chỉ cần sự tình liên quan đến Trắc Phi, sai cũng chỉ có thể là nàng. Vì Trắc Phi phạt nàng quỳ gối trong băng thiên tuyết địa suýt nửa phế đi hai chân, phạt nàng vì nha hoàng bên người trắc phi đưa tang túc trực bên linh cửu những thứ này nàng đều nhịn nhưng vì thai nhi trong bụng nàng lựa chọn cho hắn cũng cho nàng một cơ hội cuối cùng hắn lại tự tay đâm chết phụ thân của nàng trước mặt nàng khiến nàng như rơi xuống băng nguyên một khắc kia nàng hoàn toàn tỉnh ngộ hối hận đàn ông trưởng thành cần có thời gian khi chu uyên hiểu được tình yêu là gì cô đã nản lòng thoái chí khởi bẩm vương gia vương phi chạy rồi đuổi không kịp Nàng ở thời điểm nghèo túng nhất gặp một người thần vương Chu Mặc Tu, là đệ đệ nhỏ nhất của hoàng đế đương triều. Hắn mang theo nàng giết sạch tất cả kẻ thù, cũng hứa nàng một đời một kiếp một đôi. Nàng trở thành thần vương phi, hoàng thẩm của chồng trước. Trong quá trình báo thù lại phát hiện nàng là Vân Ly quốc công chúa, hắn tự hạ thân phận, cam nguyện để thế nhân gọi hắn là phò mã. Nhưng đến địa bàn của hắn mới phát hiện, trong nhà hắn toàn là mỹ nhân các loại gian phòng đều không ở nổi khởi bẩm vương gia vương phi chạy rồi đuổi không kịp đại chu vương gia mang theo vân ly công chúa thiên nam địa bắc du khắp tứ hải chúng ta có con đi cô hỏi không được tại sao có con rồi trong mắt anh còn có em không chương một bị người hãm hại bạn đang nghe tại truyện chấm audio mau tới cứu công chúa đi tiếng khóc cầu thê lương không dứt bên tai Lâm Vân mở mí mắt nặng nề, vừa định chuyển động một cái, hai mắt liền đau biến thành màu đen. Noãn Xuân, Lâm Vân khàn khàn cổ họng gian nan từ trong cổ họng lăn ra một cái tên, bởi vì thanh âm khàn khàn yếu ớt, không thể không nhấc lên khí lực lần nữa gọi Noãn Xuân. Lâm Vân khép hờ hai mắt, tự hồ cảm thấy một trận gió đập vào mặt, ngay sau đó cánh tay của mình đã bị người ta lay động, nàng chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể không lên tiếng ngăn lại, lắc nữa, ta liền thật sự đi. Vương Phi, ngài rốt cục tỉnh, ô ô, hù chết nô tỳ, ngài cảm thấy thế nào? Noãn Xuân một bên rơi lệ một bên đưa tay thăm dò Lâm Vân Tráng. Ngài vẫn là phát nhiệt, dứt khoát không có mấy ngày trước nóng như vậy, nô tỳ cái này đi gọi người, vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải đem đại phu mời tới. Đừng! Tôi không sao. Rót cho tôi ly nước trước. Lâm Vân dùng tất cả khí lực mới bắt được ống tay áo Noãn Xuân, lo lắng mở miệng nói xong liếm liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình. Được, nô tỳ đi ngay. Noãn Xuân nhìn tay áo mình còn đang run rẩy, đau lòng từng hạt từng hạt rơi lệ. Lâm Vân uống xong một chén nước mới cảm thấy cổ họng bốc khói được giảm bớt, bởi vì cả người đau nhức vẫn không thể đứng dậy, liền chỉ huy Noãn Xuân hạ nhiệt độ vật lý cho mình, nếu không ai tới cứu cô, cô cũng phải học tự cứu mình. Trên đầu đắp khăn mặt lạnh lẽo, ngọn lửa thân thể cũng theo một tia lạnh lẽo này mà chậm rãi tản đi nàng chậm rãi nhắm mắt lại không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh ba ngày trước lạp mai trong phủ bá tước nở hương thơm bốn phía phát thiếp mời cho nữ quyến trong kinh thành cùng nhau thưởng mai pha trà bởi vì bá tước phu nhân là gì của tỉnh vương nàng liền đại biểu tỉnh vương phủ được mời tham gia không biết phủ bá tước hữu ý vô ý thế nhưng cũng hạ thiếp mời cho thứ nữ lý uyển của lễ bộ thượng thư gia chuyện của Lý Uyển và Tĩnh Vương ở trong kinh sớm đã không còn là bí mật gì, thời điểm này hai người đụng vào nhau, tránh không được lòng hiếu kỳ của người bên ngoài. Nàng vốn không muốn tham dự thị phi gì, cũng không muốn những người khác nhìn nàng chê cười, mang theo Noãn Xuân một mình ngồi ở đình giữa hồ không người. Noãn Xuân sợ Lâm Vân bị phong hàn, đi lấy áo choàng để lại một mình Lâm Vân ở đây. Mà lúc này, Lý Uyển lững thững đi tới. Một người từ nhỏ sống trong bọc mật đường chưa từng thấy qua lòng người hiểm ác, đối đầu với một người hận không thể giết cho thống khoái, thay vào đó trở thành tỉnh Vương Phi, kết quả là rõ ràng như vậy. Rõ ràng là nàng đẩy ta xuống sông, nhưng hắn vì cái gì không chịu nghe ta giải thích. Lâm Vân đột nhiên mở to hai mắt, cau mày nỉ non tự nói. Vương Phi không cần khổ sở, nghĩ đến là... Là vương gia không muốn để cho ngài nghe được tin đồn bên ngoài, ảnh hưởng ngài dưỡng bệnh mới đem viện chúng ta phong kín, ngài liền an tâm dưỡng bệnh, cái gì cũng không cần nghĩ. Noãn Xuân cúi đầu nhỏ giọng nói, lời nàng nói ngay cả chính nàng cũng lừa không được, huống chi là Lâm Vân. Được, ta cái gì cũng không nghĩ, liền an tâm dưỡng. Lâm Vân nhìn hai mắt sưng đỏ của Noãn Xuân, hiểu được mấy ngày nay Noãn Xuân nhất định là quan tâm lao động, nàng không đành lòng liền kéo khóe miệng cười khổ nói. Phanh một tiếng vang thật lớn làm kinh động hai người trong phòng. Lúc này cửa bị người đá văng ra, gió lạnh vù vù lập tức tràn vào. Trước cửa đứng thẳng một nam tử thân hình cao lớn, mặt mãn bào màu vàng sậm, chân đạp một đôi giày đen dùng kim tuyến theo đường viện hoa tường vân, hắn trợn mắt nhìn người nằm trên giường, vài bước đi tới một phen liền bóp chặt cổ tinh tế của Lâm Vân, trừng mắt nhìn chầm chầm Lâm Vân. Lâm Vân vốn là đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực, lúc này bị bóp cổ càng là trước mắt từng trận biến thành màu đen, có thể nhìn thấy hai mắt như lưỡi dao sắc bén trừng về phía mình, cái loại cảm giác hít thở không thông này, tự hồ tác động đến trái tim, tác động đến bách hài tứ chi, đau đớn. Vương gia, ngài mau dừng tay. Vương phi còn nóng. Noãn Xuân kịp phản ứng liền tiến lên lôi kéo, nhưng lập tức đã bị một cước đá ra xa vài bước, đầu đập mạnh vào đùi bàn, máu tươi ồ ồ trong nháy mắt chảy xuôi ra, người cũng hôn mê. Thấy tình cảnh này, Lâm Vân nóng lòng không chịu được, nàng ra sức giãy dụa, run rẩy hai tay bẻ bàn tay to của nam nhân bóp cổ mình, nhưng chung quy là tốn công vô ích. Bổn vương cảnh cáo ngươi, còn dám động uyển nhi một ngón tay, bản vương liền muốn ngươi sống không bằng chết. Ngươi đẩy nàng rơi xuống sông, nàng còn cho ngươi nói lời hay để cho ta đến thăm ngươi, Lâm Vân, ngươi quả thật ác độc làm cho người ta ghê tởm. Lâm Vân muốn giải thích, giải thích sự tình không phải như vậy, không phải mình ác độc không chấp nhận được lý uyển mới đẩy cô xuống sông rõ ràng là lý uyển thiết kế hãm hại mình lôi kéo mình cùng nhau xuống nước sông lạnh thấu xương nhưng nàng không kịp giải thích nàng mãnh liệt ho khan ánh mắt nhìn noãn xuân nằm trên mặt đất sinh tử không rõ nàng không thể hại chết noãn xuân đó là đồng bọn trung thành và tận tâm của nàng cũng là người duy nhất nàng có thể cho nàng ấm áp trong tỉnh vương phủ cô dãy dụ xuống giường thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống hai mắt tối sầm hôn mê nàng bỗng nhiên nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ khuôn mặt ngây ngô lại đường hoàng tươi đẹp huy động roi ngựa tùy ý lao nhanh trên thảo nguyên xanh mơn mởn gió bắt thổi lên vạt áo nhung trang tỏ rõ tâm tình tốt của nàng mau tới đuổi theo ta a à, ha 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 tiểu lâm vân quay đầu lại nhìn người đuổi theo phía sau tươi cười như mộc xuân quang lâm giật đánh ngựa đuổi theo cũng không dám đuổi quá nhanh bởi vì hắn phát hiện mình đuổi càng nhanh Lâm Vân chạy lại càng nhanh, hắn không muốn muội muội bị thương, chỉ có thể như vậy chạy theo. Lâm Vân nhìn cảnh tượng lúc nhỏ cong khóe miệng nhàn nhạt cười, nàng nghĩ, thời gian vĩnh viễn dừng lại ở lúc này thật tốt biết bao. Nhưng mà rất nhanh hai huynh muội vui cười truy đuổi đã không thấy, đại thảo nguyên bị gió vỗ về một bên nháy mắt trở nên xám xịt một mảnh, ngay cả mặt trời trên trời cũng không thấy, bốn phía trở nên xám xịt nàng nhìn thấy một bà lão tóc hoa râm lại gầy yếu còng lưng ngồi ở trong sân rách nát hai cánh cửa rách nát nữa rơi xuống phát ra tiếng vang tư cát tư cát mà da đầu người tê dại trong mắt bà lão không có bất kỳ ánh sáng nào trống rỗng lại vô thần nhìn thẳng phía trước làm cho người ta nhìn thấy cũng không đành lòng thổn thức nàng đột nhiên phát hiện cây trâm trên đầu bà lão kia cây trâm rất quen mắt nàng cố gắng suy nghĩ nhưng đầu lại đột nhiên đau nhức còn dám giả chết đứng lên cho bổn vương. Tỉnh vương Chu Uyên cầm tóc Lâm Vân kéo nàng lên, Lâm Vân mở mắt liền đối diện với đôi mắt phẫn hận muốn ăn thịt người. Chương 2. Tàn nát vô cùng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 3. Trắc Phi vào phủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đối mặt với Trắc Phi vào phủ tin tức như vậy, Lâm Vân không cam lòng có đau lòng nhưng càng nhiều chính là thương tâm cùng thất vọng nàng không cam lòng trả giá nhiều năm như vậy không có chút thu hoạch nào sẽ bị trắc phi kết thúc nàng đau lòng trả giá nhiều năm như vậy không có được chút đáp lại nàng thương tâm chính mình trả giá như thế nhưng ở trong phủ không có bất kỳ chỗ dựa nào nàng đối với chu uyên bắt đầu sinh ra thất vọng nồng đậm sáng sớm hôm sau tiếng thổi thổi đánh thức lâm vân đang mơ vương phi ngài xem những thứ này đều là vương gia sáng sớm gọi người đưa tới đều là cho ngài bổ thân thể. Hôm nay tuy rằng Trắc Phi vào phủ, nhưng đến cùng, vương gia trong lòng vẫn là có ngài. Noãn Xuân vừa vào cửa liền thấy Lâm Vân ánh mắt trống rỗng nhìn gian phòng nơi nào đó ngẩn người, không khỏi lên tiếng cắt đứt nàng miên man suy nghĩ. Nhìn chủ tử mình đầy thương tích, sợ nàng tiến vào sừng trâu không đi ra được, càng sợ nàng sẽ bởi vì Trắc Phi vào phủ mà nghĩ không ra. Mau đừng bận rộn, ngồi xuống ăn miếng bánh ngọt, nghỉ ngơi đi nhìn mùa xuân ấm áp bận rộn như ông mật, cô chỉ có thể cố nén thu hồi cảm xúc bi thương. Nửa tháng kế tiếp, chủ tớ hai người một mực làm ổ ở Khanh Thủy Cát, Lâm Vân phối hợp noãn xuân một mực điều trị thân thể. Vương Phi, hôm nay thời tiết vừa vặn, một tia gió cũng không có, nô tỳ dìu người đi dạo trong viện một chút đi. Ngày đó sau khi kéo lê thân thể tàn tạ phụng dưỡng Chu Uyên, sân đã bị bỏ lệnh cấm, thân thể Lâm Vân mặc dù chưa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng có một chút khí sắc, noãn xuân nghe Phủ Y nói, Vương Phi thích hợp ra ngoài một chút càng có lợi cho khôi phục, liền mượn ánh nắng ấm áp đề nghị với Lâm Vân. Lâm Vân đối với Noãn Xuân nhàn nhạt cười, tùy ý Noãn Xuân phủ thêm áo khoác màu xanh làm cho mình, trong tay nhét than bà tử, được đỡ ra cửa. Không khí bên ngoài mới mẻ làm cho tinh thần người ta rung lên, ngay cả tâm tình cũng không khỏi tốt hơn vài phần. Mới vừa đi tới hậu hoa viên, liền nhìn thấy Lý Uyển ở xa xa, Lâm Vân không muốn gây phiền toái lại càng không muốn gây không thoải mái, vừa định xoay người rời đi, lại bị đối phương gọi lại. Tỷ tỷ. Là tỷ tỷ sao? Lý Uyển vừa gọi vừa nhanh chóng đi về phía Lâm Vân. Nhìn thấy thân thể tỷ tỷ khôi phục, trong lòng mùi mùi thật sự là rất vui vẻ. Lý Uyển mặt mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng động lòng người, nếu không phải đã từng hãm hại mình, Lâm Vân thật sự sẽ cho rằng nàng thật sự vì mình cao hứng. Đa tạ mùi mùi quan tâm lời nói xa cách lại khách khí từ trong miệng Lâm Vân phun ra. Tỷ tỷ sẽ không phải là trách mùi mùi gã vào vương phủ không kính trà tỷ tỷ chứ. Một tia thương cảm xẹt qua trên mặt Lý Uyển, miếm chặt môi dưới một đôi mắt ủy khuất nhìn Lâm Vân, Lâm Vân nghĩ thầm, nếu như mình là nam nhân, chỉ sợ cũng sẽ bị nữ tử như vậy mê hoặc đi. Sao có thể chứ, mùi mùi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Vân thản nhiên đáp lại vậy tỷ tỷ nhất định là trách mùi mùi vào phủ lâu như vậy không thỉnh an tỷ tỷ lý uyển vẫn đáng thương nhìn lâm vân nói mùi mùi suy nghĩ nhiều rồi nếu tỷ mùi chúng ta đã xưng hô tất nhiên là không cần đa lễ tỷ tỷ kỳ thật là vương gia bảo ta không nên đi quấy rầy người tỉnh dưỡng bằng không chỉ sợ ta đã sớm mang theo thuốc bổ đi thăm tỷ tỷ hôm nay nhìn tỷ tỷ thân thể tốt mùi mùi là thật tâm thay tỷ tỷ cảm thấy cao hứng à đúng rồi vương gia còn nói thân thể tỷ tỷ không tốt muốn ta thay tỷ tỷ hảo hảo phụng dưỡng vương gia tỷ tỷ yên tâm vương gia mấy ngày nay mùi mùi chiếu cố rất tốt lý uyển thẹn thùng cười nhưng vẻ khiêu khích trong mắt nàng lại không tránh khỏi ánh mắt lâm vân trong lòng lâm vân rất buồn bực thời gian dài như vậy hắn cũng không đến thăm mình một lần nhưng mỗi ngày đều ở bên cạnh lý uyển nồng tình mật ý nói không ghen tị là giả nữ nhân nào thích cùng người khác chia sẻ phu quân của mình chứ nhìn ngực Lâm Vân phập phồng, trong lòng thầm tính cách không nhiều canh giờ, liền cười khẽ mở miệng. Tỷ tỷ, đây là trăm châu vương gia thưởng cho ta, trong đông đảo vật phẩm vương gia thưởng, cây trăm châu này là trân quý nhất, vật trân quý như thế muội muội đương nhiên là không dám nhận, chỉ có tỷ tỷ là chính vương phi mới có tư cách đeo, muội muội đang muốn tìm thời cơ đưa cho tỷ, hôm nay ngược lại trùng hợp rồi. Lý Uyển nói xong liền từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ tử đàn khéo léo quý giá mở trăm châu bên trong ra hai tay đưa tới trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân từ tâm duyệt hắn, đến gả cho hắn, lại cho tới bây giờ cho dù là một cộng có hắn đều không có đưa qua nàng, mà nàng hàng năm đều sẽ vì hắn sinh nhật tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật. Nhiều năm như vậy, cô ở trong lòng anh đến tột cùng là cái gì? Hai tháng trước, sinh nhật thuộc mẫu phi, hắn phá lệ mang theo nàng đi tới thượng phẩm các có danh tiếng nhất kinh đô chọn lựa lễ sinh nhật, phấn ngọc hiếm có, cuối cùng chọn vòng tay phấn ngọc làm lễ sinh nhật đưa cho thuộc mẫu phi. Mà cây trăm châu trước mắt này là nàng coi trọng, ngầm để cho hắn cùng nhau mua tặng cho mình, nhưng hắn lại nói đồ của nữ nhân, bản vương không hiểu rõ lắm, hôm nay mang ngươi, chỉ vì chọn quà sinh nhật cho mẫu phi, những thứ khác, ngươi liền nghĩ ngơi tâm tư không nên có kia. Nàng lúc ấy cầm cây trăm châu dừng lại, chưởng quầy trong tiệm nghe vậy cũng là vẻ mặt xấu hổ. Nhìn trăm cài trước mắt, Nàng không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước muốn chui vào khe đất, hắn không phải không mua, chỉ là mua không phải tặng cho mình. Tỷ tỷ đừng như vậy, a, à, Lý Uyển kêu to một tiếng cắt đứt hồi ức của Lâm Vân, không kịp thu hồi cảm xúc bi thương, liền thấy Lý Uyển gắt gao che chở cây trăm châu kia ngã trên mặt đất. Tỷ tỷ, mùi chỉ muốn tặng trăm châu cho tỷ, tỷ tỷ vì sao không cảm kích. Nước mắt Lý Uyển giống như hạt châu sâu chuỗi, thanh âm càng quỷ khuất. Một trận gió đánh úp lại, Lâm Vân còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, liền cảm giác má trái đau nhức, thân thể cũng theo đó ngã xuống, ngay cả noãn xuân vội vàng tới đỡ cũng ngã xuống đất. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn người trước mắt, đang yên đang lành vì sao lại nói với Lý Uyển. Vương gia, vương gia không nên đối xử với tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ, tỷ tỷ là vô tâm, là chính ta không cẩn thận ngã sắp xuống, tỷ ngàn vạn lần không nên trách tội tỷ tỷ. Lý Uyển nhào vào bên chân Chu Uyên, khóc như lê hoa đái vũ lại vì Lâm Vân khẩn cầu. Uyển Nhi, mau đứng lên, nàng thế nào? Ngã ở đâu? Chu Uyên khẩn trương nâng Lý Uyển dậy, đối mặt với Lý Uyển, lệ khí cả người hắn tan hết, trong mắt lộ vẻ nhu tình. Uyển Nhi không đau, Uyển Nhi không có chỗ nào bị thương. Nàng ông cánh tay Chu Uyên, vừa nói không đau rồi lại ẩn nhẫn nhỏ giọng rít một tiếng thấy bộ dạng yếu đuối và kiên cường của Lý Uyển, Chu Uyên phân phó nhân mã đi mời phủ y. Chu Uyên nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của Lý Uyển vì ngã sắp xuống mà tán loạn, một màn nồng tình làm đau lòng Lâm Vân đang ngã xuống đất, cô không khỏi xoa xoa ngực, nơi đó đau đớn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ sao rồi? Mùi mùi đỡ người dậy. Lý Uyển đi tới trước mặt Lâm Vân, giọng nói khiêu khích lại dịu dàng yếu ớt, vừa muốn ngồi xổm xuống nâng Lâm Vân, đã bị Chu Uyên ôm vào trong ngực lập tức một cước đá vào đầu vai Lâm Vân, trong miệng còn hung tợn nói. Cái này độc phụ, cũng xứng để Nguyễn Nhi tự mình đỡ. Chương 4 Thật đã chết rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chân to mạnh mẽ tuy rằng đạp vào đầu vai Lâm Vân, nhưng thật sự đạp vào trong lòng Lâm Vân. Lâm Vân một cái không phòng bị, thân thể mạnh liệt ngã về phía sau, cái óc nặng nề đập vào cứng rắn đá xanh gạch trên mặt đất, phát sinh, phanh, một tiếng vang à, chị sao rồi? Chu Uyên thô bạo cộng thêm hành vi bạo lực của anh dọa Lý Uyển kêu to một tiếng, cô phản ứng nhanh nhẹn, ngay sau đó giả vờ quan tâm tình huống của Lâm Vân. Uyển Nhi đừng sợ, không cần quan tâm đến độc phụ này, mạng của nàng rất cứng rắn, không chết được. Chu Uyên vỗ nhẹ lưng Lý Uyển nói, ánh mắt lại nhìn tới trên người Lâm Vân, nhìn noãn xuân dụng hai tay gắt gao ông chặt đầu nàng, nhìn gạch đá xanh xám trắng bị máu tươi của nàng nhuộm một mảng đỏ tươi lớn như vậy, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, trong lòng tự hồ lại hối hận vì một cước vương ra này, hắn mặc dù không dùng sức, nhưng đối với một nữ tử tay trói gà không chặt lại không hề phòng bị mà nói, cũng đích xác không nhẹ. Vương gia, sự tình không phải như ngài nhìn thấy, là trắc phi nương nương cố ý ngã sắp xuống, ngài sao có thể đối đãi vương phi như vậy? Noãn xuân đỏ mắt cuối cùng là nhìn không được mở miệng vì chủ tử nhà mình mà tức giận bất bình. Hừ, thật sự là dạng gì chủ tử thì có dạng đó nô tài, chẳng lẽ thành đô đem bản vương trở thành ba tuổi hài đồng mặt cho người lừa gạt. Đến nha, niệm này trung thành với chủ tử của nàng, liền đánh hai mươi đại bản, nhốt lại sai phòng, mặc cho tự sinh tự diệt, bất luận kẻ nào cũng không được thăm. Người không thể đối xử với noãn xuân như vậy, người muốn đánh phải phạt, chỉ hướng về một mình ta là tốt rồi, hà tất phải liên lụy vô tội nàng gắt gao ông lấy noãn xuân, không chịu để cho người ta mang noãn xuân đi chuyện xảy ra hôm nay quá mức đột nhiên quỷ dị, như thế nào lại thật khéo gặp được vương gia, lòng nàng nóng như lửa đốt, không phát hiện mình ngay cả tôn xưng ngày thường đối với chu Uyên cũng đã quên. Vương gia, cầu ngài thu hồi mệnh, hai mươi đại bản đâu, một nha đầu sao có thể chịu được. Vương phi tỷ tỷ sẽ thương tâm. Lý Uyển đứng ở phía sau chu Uyên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, nàng khiêu khích nhìn Lâm Vân nhíu mày, dùng khẩu hình nói với Lâm Vân. Cầu xin ta. Lâm Vân nhìn biểu tình đắc ý của Lý Uyển, vốn bởi vì đầu mất máu mà sắc mặt trắng bệt, lúc này trở nên càng không còn huyết sắc. Ân, ừ, hôm nay ngươi thật là tốt, hôm nay là tốt rồi, 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 hôm nay là tốt rồi. Hôm nay cái này chói mắt một màn, để cho Lâm Vân không kịp hao tổn tinh thần, thân thể đau đớn càng là không thèm để ý, nàng bò đến Chu Uyên bên chân, mắt rưng rưng nước mắt khóc cầu, vương gia, ta van cầu ngài, ta chưa bao giờ cầu qua ngài cái gì, hôm nay ta van cầu ngài thả ấm xuân đi. Cầu bản vương. Hừ, ngươi nên cầu cũng không phải bản vương. Ngươi nên van cầu uyển nhi, cầu nàng tha thứ cho ngươi mới đúng. Vương gia muốn cho ta như thế nào cầu nàng? Lâm Vân biết, lúc này không phải miệt mài theo đuổi đúng sai thời điểm, trọng yếu là noãn xuân tánh mạng, coi như hai mươi đại bản sau có thể chống đỡ một hơi tại, không chiếm được trị liệu chiếu cố, nàng căn bản sống không nổi. Nàng chỉ có thể cắn răng cầu xin, nhưng cầu như thế nào? Chu Uyên chắc chắn không cần mấy câu xin lỗi trong lời nói. Vương gia, vương phi tỷ tỷ nàng không phải cố ý, nhà đầu noãn xuân kia cũng sốt ruột hộ chủ mới bám cắn ta, ta không thèm để ý, ngài cứ đại nhân thả noãn xuân đi. Lúc này Lý Uyển dịu ngoan giống như một con mèo nhu thuận, dựa sát vào trong ngực Chu Uyên, thanh âm mềm mại nói. Uyển nhi, đừng vì người không liên quan mà cầu tình, sớm muộn gì nàng cũng bị hai chủ tớ các nàng hại chết. Hắn nhéo mũi Lý Uyển cưng chiều nói. Quên đi, Uyển Nhi rộng lượng, bản vương sẽ không so đo với hai chủ tớ các ngươi, nhưng, dù sao phá hỏng quy củ của tỉnh vương phủ ta, vẫn phải phạt, không bằng, để tỉnh vương phi quỳ gối ở chỗ này, khi nào trời tối, khi nào lại thức dậy, về phần nô tỳ kia, dù sao cũng phải cho chút giáo huấn mới có thể nhớ lâu liền cách năm đại bản trở về tiếp tục phụng dưỡng vương phi đi. Lâm Vân nhìn hai thân ảnh dần dần đi xa, bọn họ dựa vào gần như vậy, Tựa hồ còn đang thì thầm, dẫn tới tiếng cười của Lý Uyển bay tới, đâm vào trong lòng nàng. Quy củ quỳ gối tại chỗ, hai mắt hồng hồng, hai má bị đánh phồng lên cao nàng cũng không rảnh bận tâm, chỉ ngóng trong năm tấm ván lớn noãn xuân này có thể chịu đựng được, đây đều là bởi vì nàng, vì che chở nàng, noãn xuân mới chịu tai họa như vậy nàng chỉ ngóng trong trời tối nhanh một chút, trời tối nhanh một chút, để nhanh chóng trở về nhìn vết thương của Noãn Xuân. Quỳ gối trên phiến đá xanh lạnh thấu xương, vết máu trên đầu nhuộm đỏ xiêm y sau lưng, nàng vừa cầu nguyện Noãn Xuân không có việc gì, vừa hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm nay, không thể nghi ngờ, lại là Lý Uyển hãm hại. Nhưng nàng có thể như thế nào đây? Liêu mạng giải thích đổi lấy không phải trừng phạt chính là quyền đấm cướp đá, còn muốn liên lụy người bên cạnh nhưng làm cho nàng nhìn được cơn tức này nàng lại không cam lòng không cam lòng thì sao trong lòng hắn không có nàng vô luận nàng làm cái gì nói cái gì chỉ cần liên quan đến lý uyển sai cũng chỉ có thể là nàng nàng ở trong lòng yên lặng nghĩ nhất định phải nghĩ biện pháp không thể lại bị động như thế bằng không nói không chừng ngày nào đó vô luận là mình hay là mùa xuân ấm áp duy nhất bên cạnh đều sẽ vì lý uyển mà chết ánh chiều tà kéo thân ảnh gậy yếu của nàng rất dài rất dài khoảng cách trời tối càng ngày càng gần lòng của nàng gắt gao níu cùng một chỗ càng là lúc này thời gian liền trôi qua càng chậm trời tối rồi mời vương phi về đi người dám thì cách đó không xa ngẩng đầu nhìn sắc trời không khách khí nói vương phủ to như vậy bởi vì tỉnh vương không thích nàng ngay cả hạ nhân cũng không cung kính lắm với nàng cho dù người nhát gan kia khách khí với nàng cũng chỉ là bởi vì nhát gan mà khách khí trong khách khí cũng mang theo xa cách, nàng đã sớm thành thói quen. Bởi vì quỳ nửa ngày, hơn nửa thời tiết rét lạnh, chân của nàng đã sớm mất đi tri giác, nàng đứng lại đứng, lần lượt té ngã, lại lần lượt bò dậy, cứ như vậy phế đi một phen công phu thật lớn mới trở về khanh thủy cát. Đẩy cửa khanh thủy cát ra, chỉ thấy một bóng người quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Nàng bất chấp đầu gối đau đớn cùng đầu óc hôn mê, bước nhanh chạy tới, hít một hơi thật lớn mới run rẩy tay đặt ở dưới mũi noãn xuân. Nàng đột nhiên rút tay về, ngã ngồi dưới đất thở hổn hển, hòa hoãn tinh thần, lần thứ hai run rẩy đặt tay ở dưới mũi noãn xuân, không có chút hơi thở nào, nàng hoảng loạn sờ cổ noãn xuân, không có chút nhảy lên, nàng lại đặt tay ở trên mạch đập của noãn xuân, đồng dạng không có chút nhảy lên, nàng lại đem lỗ tai dán ở trên ngực noãn xuân, mà đáp lại nàng chỉ có tiếng gió rét lạnh. Nàng không tin, nàng không tin Noãn Xuân cứ như vậy không còn, nàng từng đáp ứng Noãn Xuân muốn chọn cho nàng một gia đình tốt gã, ngay cả đồ cưới của nàng cũng đã sớm chuẩn bị xong, đó là đồ cưới cao hơn quy cách cho hạ nhân, thập phần phong phú, khi đó nàng đã suy nghĩ, nhất định phải chuẩn bị cho Noãn Xuân một phần đồ cưới thật dày, miễn cho ngày sau Noãn Xuân sẽ bị nhà chồng khi dễ. Nàng liều mạng đánh thân thể Noãn Xuân, lại không ngừng lấy tay chà sát tay chân Noãn Xuân đã sớm đông lạnh đến tím bầm, cho rằng như vậy Noãn Xuân sẽ mở mắt gọi nàng một tiếng vương phi, người đã trở lại. Nàng cố sức kéo noãn xuân về phòng, lại chạy ra ngoài tìm phủ y, phủ y bị Lý Uyển gọi ra ngoài làm việc, nàng liền ý đồ chạy ra ngoài phủ, nhưng người gác cổng có người canh gác, cũng đã sớm bị Lý Uyển dặn dò sẽ không thả nàng ra ngoài. Nàng gấp đến đầu đầy mồ hôi, rốt cục nhớ tới một cái sân hẻo lánh có một cái lỗ chó, nơi đó nối liền với sân không người sát vách, nàng nhấc lên làng váy bẩn thiểu liền chạy tới. Khuyên can mãi, lại cho rất nhiều tiền tài trang sức, lão đại phu tìm được mới nguyện ý cùng nàng chui vào lỗ chó, nhưng kết quả là, Noãn Xuân thật sự đã chết. Chương 5 Hắn xoắn suyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cô lo lắng chờ bác sĩ chẩn đoán, nhưng kết quả rõ ràng, Noãn Xuân thật sự đã chết. Nàng không tin Noãn Xuân chịu không nổi năm đại bản, nàng cũng không tin lấy Chu Uyên làm người sẽ cố ý ở sau lưng độc chết Noãn Xuân, nếu quả thật muốn cho Noãn Xuân chết, hắn có thể nói thẳng đến đánh chết mới thôi. Dựa vào kinh nghiệm của lão phu phán đoán, tuy rằng năm đại bản này đánh có chút nghiêm trọng, nhưng không đủ để chết, xem ra miệng lưỡi, cũng không có dấu hiệu trúng độc, xem ra, hẳn là bị đánh ngất sau đó bị đông chết, lão đại phu vuốt trâu phân tích. Nước mắt sớm dán lâm vân vẽ mặt, nhìn ấm xuân thi thể, lâm vào đến cùng ấm xuân quá khứ một màn. Lão phu xem sắc mặt ngươi không tốt, tuy rằng đi đặt thù thông đạo nhập phủ, nhưng người cũng trả đầy đủ ngân lượng không bằng cho ngươi bắt mạch lão đại phu ở kinh trung y thuật không tính cao minh bởi vì không cao minh cho nên không có danh tiếng gì kiếm tiền liền ít mặc dù tham tiền một chút nhưng làm thầy thuốc nhân phẩm cũng không tính xấu nhìn phụ nhân trẻ tuổi trước mắt thương tâm muốn chết nghĩ đến cô nương chết đi nhất định đối với nàng thập phần trọng yếu hắn cũng động lòng trắc ẩn nàng phải sống thật tốt cho dù là thay noãn xuân cũng phải sống thật tốt cách nửa tháng trên đầu của nàng lại cuốn lên vải bông màu trắng thật dày tiễn lão đại phu liền bắt đầu chuẩn bị hậu sự ấm áp khi chu uyên biết được tin Noãn xuân chết hắn nhíu mày kiếm đẹp mắt sửng sốt thời gian thật lâu mặc dù hắn không thích nàng nhưng cũng chưa từng nghĩ tới đánh dết bất luận kẻ nào bên cạnh nàng huống chi bên người nàng cũng chỉ có một loãng xuân là từ nhà mẹ để mang vào trong phủ thanh anh hắn hướng về phía cửa sổ hô một tiếng thuộc hà tại một bóng đen vượt cửa sổ mà vào, cung kính quỳ một gối ông quyền. Đi xem noãn xuân chết như thế nào. Vâng. Đừng để những người khác biết. Chu Uyên nói về phía bóng đen đã biến mất. Không xong Vương gia, gã sai vặt Phù Dung viện đến báo, Vương phi cầm dao phay vọt tới Phù Dung viện, nói muốn chém Uyển Trắc phi. Thanh nghiêm không kịp gõ cửa, trực tiếp xông vào ông quyền bẩm báo. Cái gì? Chu Uyên nghe vậy gân xanh nổi lên lập tức bước ra cửa. Phù dung viện là chủ viện, những viện khác đều gọi là các, đây là viện hắn cố ý để lại cho Lý Uyển, cách thư phòng của hắn cũng không xa, nhưng hắn vẫn vận dụng khinh công thẳng đến phù dung viện. Theo Lâm Vân xông vào, dao phay trong tay lung tung bay múa, phù dung viện đã sớm loạn thành một nội cháo, một ít hạ nhân chạy tứ tán, một ít người canh giữ ở cửa Uyển Trắc Phi, cũng có một ít bị dọa đến la to. Chu Uyên kéo Lâm Vân qua, đoạt lấy dao phay ném vào tường viện. Người tên điên này, thật sự là lá gan lớn, hắn phẫn hận mở miệng nói, nhưng nhìn thấy Lâm Vân kia đỏ thẫm đôi mắt, tái nhật như tờ giấy khuôn mặt, cùng với không hề huyết sắc đôi môi lúc, hắn vẫn là bị kinh hãi, tâm cũng giống như bị cái gì đâm một cái. Đều là bởi vì nàng hãm hại, mới hại Noãn Xuân đã chết, ta muốn giết tiện nhân này, báo thù cho Noãn Xuân. Vương gia, người rốt cục đã tới, tỷ tỷ nàng, tỷ tỷ nàng làm sao vậy? lý uyển ở trong phòng nghe được thanh âm của chu uyên tâm tình thấp thỏm mới buông xuống nàng cũng không tin hại nhân trong viện này sẽ vì nàng mà liều mạng cứu mình lâm vân sinh trưởng ở biên quan phụ thân lại là đại tướng tự nhiên tập được công phu quyền cước nếu như điên lên mình nhất định sẽ bị thương cũng thiệt thòi là buổi tối vương gia ở trong phủ nếu là sáng sớm vương gia lên triều sớm nàng nhanh chóng dùng dao gọt hoa quả đem cánh tay của mình làm bị thương lại đem tóc xoa loạn quần áo cũng kéo ra một ít mới chậm rãi đẩy cửa phòng ra, nhát gan mở miệng. Nguyễn Nhi nghe lời, mau trở về phòng chờ ta. Hắn sợ Lý Uyển có sơ suất gì, lại lo lắng nàng sẽ sợ, cho nên nhanh chóng lên tiếng để nàng tránh né. Con tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Uống máu của ngươi, rút gân của ngươi, lột da của ngươi, móc tim của ngươi để cho người ta nhìn xem là đỏ hay đen. Tuy rằng Lâm Vân bị Chu Uyên túng lấy, nhưng hôm nay nàng phẫn nộ đến mức tận cùng khí lực lớn đến kinh người thoáng cái liền thoát khỏi trói buộc của chu uyên chạy về phía lý uyển lý uyển sợ tới mức hét to một tiếng sụi lơ trên mặt đất cô cũng không phải thật sự sợ cô đang chặn tốc độ chặn lâm vân của cô nhất định không nhanh bằng chu uyên biểu hiện của mình càng yếu càng sợ hãi chu uyên mới có thể càng yêu thương mình vương phi thất tâm điên rồi từ hôm nay trở đi vương phi ở thủy nguyệt các an dưỡng bất luận kẻ nào cũng không được ra vào hán điểm huyệt hôn mê của lâm vân cũng phân phó người lập tức an bài còn nâng một nha hoàng nhị đẳng khanh thủy các làm thị tỳ bên người hắn bế lý uyển đi vào trong phòng nhẹ nhàng đặt vào trong màn lụa xanh lúc này hắn mới phát hiện vết thương trên cánh tay lý uyển lại gọi người đi mời phủ y nhìn lý uyển băng bó xong an ủi một hồi lâu mới dời bước đi thủy nguyệt cát thủy nguyệt cát ở trong vương phủ chính là một cái sân trách nát sau khi gấp rút chỉnh đốn liền an trí vương phi đi vào. Theo nàng đi vào còn có nha hoàng Thúy Ngọc mới đề bạc lên. Thúy Ngọc tuy rằng lúc trước là nhị đẳng nha hoàng, nhưng cũng không vào được phòng của Vương Phi, Khanh Thủy các lúc trước cũng chỉ là làm công việc bưng trà trót nước. Hôm nay được đề bạc làm thiếp thân thị tỳ, trong lòng nàng cũng không có vui vẻ, tuy rằng tiền tháng tăng nửa lượng bạc, nhưng đi theo Vương Phi không được sủng ái, bảo đảm không đủ sẽ có tính mạng chi ưu, ấm xuân chính là vết xe đổ. Lúc Chu Uyên đi vào, Thúy Ngọc đứng ngay ngốc trong phòng, ánh mắt bất an nhìn Vương Phi không dám động đậy. Ngày sau ngươi cứ hầu hạ Vương Phi thật tốt, có bất cứ nhu cầu gì, liền đến cửa viện tìm thanh nghiêm, ngươi đi xuống trước đi. Nói xong phất phất tay. Hắn nhìn người nằm trên giường, giường mỏng manh, lộ ra người trên giường càng thêm gầy yếu đơn bạc. Hắn cùng Uyển Nhi từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, tỉnh Vương Phi chọn người, mẫu Phi đã sớm ngầm hứa với Uyển Nhi, trong kinh cũng có rất nhiều người biết được tình nghĩa của hắn cùng uyển nhi chỉ đợi thời cơ chín mùi liền có thể tấu thỉnh phụ hoàng nhưng ngày đó hiếm khi hồi kinh báo cáo công tác đại tướng biên quan sang sát ở trên triều đình khẩn cầu hoàng đế ban hôn ba vị đại thần cánh tay thậm chí ngoại tổ tàu thừa tướng của mình đều tán thành hắn cho rằng đại tướng sang sát là vì tiêu trường nghi kỵ của phụ hoàng đối với hắn mới đem ái nữ của mình lưu lại trong kinh hắn cảm thấy lâm vân cũng giống như hắn cũng là một người đáng thương cho nên bọn họ thành thân hơn hai năm mặc dù trong lòng hắn không vui mặc dù cũng trừng mắt lạnh lùng ác ngữ tương hướng nhưng rốt cuộc ở phương diện ăn mặc không bạc đãi nàng trong lòng rốt cuộc là có một phần không đành lòng hắn cũng nguyện ý lưu nàng ở trong phủ làm tỉnh vương phi cả đời chỉ cần dung nạp được uyển nhi uyển nhi dịu dàng rộng lượng cùng tình ý của mình tương thông nhất định không thèm để ý vị trí vương phi chỉ cần mình đối với uyển nhi tốt hơn là được nhưng hôm nay nàng ba lần bảy lượt đối phó uyển nhi thủ đoạn bị ổi nói dối hết bài này đến bài khác hôm nay càng làm bị thương uyển nhi hắn không thể không giam lỏng nàng thậm chí phái cận vệ bên người của mình canh gác cửa viện thủy nguyệt cát hắn không muốn cũng quyết không thể lại để cho uyển nhi bị thương tổn nhưng nhìn người hôn mê trước mắt đây cũng là người bên gối của hắn a tuy rằng mình đối xử với nàng không tốt nhưng hắn không thể không thừa nhận lúc ở cùng một chỗ với nàng trong lòng hắn là thỏa mãn đối với thân thể của nàng cũng là không muốn xa rời. Lúc này Chu Uyên rất rối rắm, một người là người yêu thanh mai trúc mã của mình, một người là người bên gối của mình, cho dù không thể ở chung tốt, cũng nên tương kính như tân đi. Chương 6 Lần nữa ra chiêu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Vì ta nói chuyện bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tỷ tỷ, mời rượu không ăn nhất định phải uống rượu phạt sao? Mặt nàng lộ vẻ âm ngoan, tay buông lỏng, ba. Một tiếng giòn vang, thì vỡ vùng trên mặt đất. Lâm Vân nhìn nàng, thầm nghĩ một tiếng không tốt, Lý Uyển đây là muốn chính thức bắt đầu làm yêu, nàng vội vàng đứng lên lui về phía sau, miễn cho bị thương đến mình, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Lý Uyển. Lý Uyển nhìn động tác của Lâm Vân, không chút hoang mang bưng canh gà lên bàn, chậm rãi đổ lên đầu mình. Canh gà theo sợi tóc của cô chảy xuống gò má trang điểm tinh xảo, chảy xuống cổ, Vấy liền y màu hồng nhạt. Lâm Vân Trừng to mắt nhìn nàng, nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng nàng, không thể làm gì. Lý Uyển rót canh gà xong, buồn bát sứ xanh biết nổ tung trên mặt đất, trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Lâm Vân biết, vô luận như thế nào, chỉ cần trong lòng tỉnh vương chứa đựng Lý Uyển, nàng cũng chỉ có thể ngã xuống trong tay Lý Uyển. Cô đã nhìn thấu chân tướng bất lợi cho mình, cô lạnh nhạt cười, lẳng lặng quan sát phần biểu diễn đặc sắc còn lại. Nàng muốn xem rốt cuộc Lý Uyển còn có mánh khóe gì để đối phó với mình. Tỷ tỷ, đây chính là người bức ta đấy, ngươi vì cái gì không chịu uống ta cố ý cho ngươi nấu canh gà đâu. Lý Uyển vẻ mặt tiếc hận nhìn rơi trên mặt đất canh gà, phản phất vừa mới rót canh gà không phải nàng nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lên một mảnh sứ vỡ vụn, cầm trước mắt nhìn đi nhìn lại, tự như thưởng thức một món trân phẩm, sau đó đột nhiên vạch về phía hai má của mình. Nếu hôm nay là thời cơ tốt ngàn năm có một, Lý Uyển đương nhiên phải nắm thật chặt, hơn nữa còn chuẩn bị vạn toàn, lúc này dưới đệm chăn trong phòng ngủ của cô, cất giấu một lọ kem trị sẹo nhờ mẹ cô bỏ ra giá cao mua được. Nghe nói, cho dù là vết sẹo lâu năm, chỉ cần mỗi ngày kiên trì bôi lên, ba tháng liền có thể thấy được nhạt đi, nhiều nhất hai năm liền có thể tiêu trừ. Tỷ tỷ, ngươi cũng không nên trách ta, trách chỉ trách ngươi vì sao không chịu nghe lời của ta, nàng quỷ dị đối với Lâm Vân công công khóe môi, liền một tiếng kinh hô. Mặt của ta, mặt của ta, tỷ tỷ ngươi thật ác tâm a, à, mặt của ta bị hủy, ô ô, Lý Uyển quỳ gối trên những mảnh sứ vỡ kia, hai tay cũng đặt ở trên những mảnh sứ vỡ kia, lúc này thần sắc thống khổ trên mặt nàng không phải làm bộ. A à, giết người. Giết người. Mau tới người a, à, vương phi đem Trắc phi nương nương sát hại. Tiểu Quyên lúc này kinh hô ra tiếng, cũng quyết hướng ngoài cửa chạy tới. Lâm Vân liếc mắt nhìn Thúy Ngọc cúi đầu không nói, không khỏi để cho nàng nhớ tới, nếu như là mùa xuân ấm áp, nàng sẽ như thế nào. Đang suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, thì vệ canh giữ ở cửa viện vọt vào đầu tiên, bọn họ ở cửa nhìn tình huống trong phòng, bất giác trừng to hai mắt lập tức cuốn quyết chạy ra ngoài. Lâm Vân tìm cái ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi người nào đó đến, đó mới là gió tanh mưa máu bắt đầu. Nàng thưởng thức Lý Uyển chật vật, nhìn sắc mặt nàng dần dần cởi đi hồng nhuận, nhìn sim y nhuộm đỏ cùng với ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía mình, nàng vừa uống một chén trà, chợt nghe thấy tiếng bước nhanh đi tới trong viện, nàng không chút hoang mang lại cho mình một chén trà. Uyển Nhi, Uyển Nhi ngươi thế nào? còn không mau mời phủ y nhìn bộ dáng lý uyển ánh mắt chu uyên nháy mắt đỏ lên hắn ông lấy lý uyển chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu lâm vân ngươi chờ ở chỗ này cho bổn vương sau đó liền bước nhanh rời đi một màn này lại kích thích đến lâm vân nàng nhịn không được lại đỏ mắt tuy rằng nhìn thấu nhưng không có nghĩa là có thể lập tức buông xuống nàng thừa dịp chu uyên còn đi tìm mình đi ăn trước sau đó tắm rửa một thân nhẹ nhàng khoan khoái liền nằm trên giường nghỉ ngơi Đúng vậy, cô phải ăn uống no đủ nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể ứng đối chuyện sau đó. Trong lúc ngủ mơ Lâm Vân cảm giác có người nhìn chầm chầm chính mình, nàng mở hai mắt liền đối diện một đôi đỏ thẩm đôi mắt. Vương gia tới. Lâm Vân thản nhiên mở miệng, sau đó đứng dậy bình tĩnh mặc quần áo. Em ngủ thật an ổn. Anh ngồi trên giường mà Lâm Vân đã ngủ. Lâm Vân mặc quần áo tử tế, liền thắp sáng ngọn đến trong phòng, nàng đẩy cửa sổ ra nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết khi nào tuyết rơi lớn, trong sân đã tích một tầng thật dày. Màn đêm đen kịch phản phất có thể hút vào linh hồn người, đen trắng đang xen, tự như đang tế bái đoạn tình cảm này của nàng. Nói chuyện hôm nay đi, bổn vương muốn nghe ngươi ngụy biện như thế nào? Chu Uyên thản nhiên mở miệng nói. Lâm Vân nghe vậy, kéo hồi suy nghĩ, đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn cái này để cho mình trầm mê nam nhân nàng bỗng nhiên nở nụ cười cười càng ngày càng lớn tiếng nàng dùng khăn lau khóe mắt sau đó nói vương gia muốn nghe cái gì lời ta nói vương gia chưa từng tin qua vậy không bằng ta đều nhận hôm nay canh gà trên người trắc phi là ta xối vết thương trên mặt trắc phi là ta dùng mảnh sứ rạch vết thương trên đùi trắc phi trên tay trắc phi đều là ta dùng mảnh sứ cắt ra hồi phục như thế vương gia có hài lòng không Chu Uyên nhìn chầm chầm cô nói từng câu từng chữ, trong lòng hoảng sợ. Hắn cảm thấy Lâm Vân đã thay đổi, nàng khi nào thì dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Nhưng nhớ tới vết thương đáng sợ kia của Lý Uyển, liền lạnh mặt nói. Vì sao tỳ nữ bên người Uyển Nhi lại nói chuyện cho ngươi? Ngươi mua chuột tì nữ bên người Uyển Nhi khi nào? Hả? Nàng nói cái gì? Lâm Vân kinh ngạc đồng thời nghi vấn trong lòng thốt ra. Cô ấy nói gì không phải anh nên rõ ràng nhất sao? Sẽ vì ta nói chuyện. Chẳng lẽ là ăn cái gì chân thật hoàng? Lập tức cười khẽ ra tiếng. Nàng đã chết. Thanh nghiêm, ngươi tới nói cho Vương Phi một chút. Hắn bị lời nói của Lâm Vân làm cho tức cười, cười nhẹ một tiếng. Vâng. Thanh nghiêm nghe tiếng đẩy cửa vào, quỳ một gối xuống đất ôm quyền. Nghe rõ lời nghiêm nói, Lý Uyển trở về chủ viện trải qua phủ y chẩn trị, chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, dưỡng vài ngày sẽ khỏi, phiền toái duy nhất chính là vết thương trên mặt. Vương gia cố ý vào cung, lấy được ngọc ngân cao từ chỗ thuộc phi, hai mẹ con không kịp ôn chuyện lại vội vã hồi phủ bôi thuốc cho Lý Uyển. Trấn An Lý Uyển xong liền hỏi chuyện hôm nay. Tiểu Quyên quỳ gối trước mặt Chu Uyên. Nô tỳ lúc trước từng nhận ân huệ của Vương Phi, là Vương Phi, là vương phi dùng tiền tại mua chuộc nô tỳ để cho nô tỳ nghĩ biện pháp để cho trắc phi nương nương đi gặp nàng nô tỳ liền cổ động trắc phi đi thăm vương phi trắc phi tâm thiện còn chuẩn bị canh gà bỏ thêm trăm năm lão sâm đi thăm vương phi vốn rất tốt nhưng chuyện vương phi vì noãn xuân mà chết đột nhiên nổi giận không chỉ đổ canh gà lên đầu trắc phi còn mắng trắc phi không được chết tử tế nô tỳ thấy đại sự không tốt liền chạy ra ngoài tìm người nào ngờ khi gặp lại trắc phi liền chạy ra ngoài tìm người bị thương thành như vậy. Chuyện này không sai ở Vương Phi, đều do nô tỳ quỷ mê tâm khiếu. Nô tỳ không nên cổ động Trắc Phi, Trắc Phi nương nương sẽ không đi qua, lại càng không bị thương nặng như vậy. Không, điều này sao có thể trách ngươi được? Nếu ngươi cần ngân lượng, có thể nói với ta, hơn nữa cho dù không có ngươi, ta cũng phải báo cho vương gia đến thăm vương phi tỷ tỷ. Tiểu quyên, ngươi mau đứng lên. Vương gia, ngươi mau bảo tiểu quyên đứng lên lý uyển lấy khuỷu tay chống đỡ thân thể tay kia che hai má rưng rưng nói không chủ tử nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm ngài chưa từng hạ khắc nô tỳ ngay cả một câu nặng lợi cũng không có hôm nay đều là nô tỳ hại ngài nô tỳ đã bất trung không còn mặt mũi phụng dưỡng bên cạnh ngài nguyện các phi cùng vương gia hòa thuận mỹ mãn cả đời tiểu quyên đi tiểu quyên nói xong liền cắn đầu lưỡi chương tám túc trực bên linh cửu đưa tang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 Thác thất lương cơ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Người bị mũi tên bắn trúng trên rỉ một tiếng một mạng nhà ma ngã vào trong hố vừa mới đào xong. Bọn thị vệ phản ứng nhanh chóng rút trường kiếm bên hông ra cảnh giác quan sát bốn phía. Thúy Ngọc bị sợ đến mặt không còn máu đứng ở một bên. Lâm Vân cũng phản ứng lại, người chết nạn không phải chưa thấy qua. Biên cảnh Tây Bắc thường xuyên bị Bắc Nhung Quốc xâm nhập, nhất là sau khi thu hoạch vụ thu hoạch vụ thu hoạch, nàng từng nhiều lần đứng ở trên thành lâu nhìn chiến sĩ hai nước sống mái với nhau, lúc trước giật mình bất quá là thật sự không nghĩ tới chỉ là chôn người lại bị ám sát. Lâm Vân nhanh chóng dùng hai tay nâng bên cạnh tuyết đắp ở trước mặt trong chậu thang, thẳng đến nhìn không thấy ánh lửa mới thôi. Nàng gian nan đứng lên, tìm hướng Thúy Ngọc đang ở sờ tới. Đừng hô, là ta. Lâm Vân che miệng Thúy Ngọc nhỏ giọng nói. Đừng nói chuyện, không muốn chết, trước tiên theo ta đi, xác định Thúy Ngọc sẽ không hô lên lại vội vàng nói. Một phần ấm lòng của Thúy Ngọc làm cho nạn không thể một mình thoát đi, hai người dìu nhau đi vào sâu trong rừng rậm tối tăm. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng mũi tên xé gió mà đến, tiếng đao kiếm va chạm, nàng không kịp tự hỏi vì sao lúc này nơi đây lại xuất hiện thích khách. Những thích khách này có phải vì nàng mà đến hay không, nàng chỉ biết là, phải nhanh chóng tìm một chỗ giấu đi. Hai người giúp đỡ lẫn nhau nghiêng ngã lão đảo tìm được một khe núi trốn vào. Ngọn núi lạnh thấu xương gió lạnh thổi vù vù, hai người lạnh đến run lẩy bẩy, gắt gao tụ cùng một chỗ, dùng quần áo che miệng mũi tránh cho thở ra hà khí bị người nhìn thấy. Tiếng chém dết không dứt bên tai, ước chừng một canh giờ, trong núi rốt cục yên tĩnh lại. Hai người bị đông lạnh đến buồn ngủ đánh úp lại, có chút thời điểm dần dần không mở mắt ra được, ánh lửa ở phía trên đỉnh đầu cách đó không xa sáng lên. Mấy người các ngươi qua bên này, mấy người các ngươi qua bên kia, những người còn lại đi theo ta. Không biết địch ta tình huống, tự nhiên không thể lên tiếng, bọn họ muốn tìm người sẽ làm mình sao. Nàng tự gã vào tỉnh Vương Phủ, ngoài trừ Lý Uyển vẫn chưa kết oán với người khác, chẳng lẽ là Lý Uyển? chỉ có Lý Uyển biết hành trình tối nay, lúc này động thủ cũng có khả năng. Thái tử phủ một đám thùng cơm. Thái tử mặc cẩm bào màu trắng trăng, một tiếng thô bạo làm vỡ chén trà, cả kinh quỳ trên mặt đất trung lên. Thuộc hạ vô năng, xin điện hạ trách phạt. Người quỳ xuống đất ông quyền nói. Nhanh đi cửa thành phụ cận mai phục, tối nay nhất định phải đem Lâm Vân chém giết. Thái tử từng nhiều lần ám chỉ Lâm Lập muốn cưới Lâm Vân làm lương để, biết được Lâm lập tức hồi kinh báo cáo công tác, hắn cho rằng cơ hội của hắn đã tới, cùng tâm phúc môn khách thương nghị hồi lâu, như thế nào mới có thể để cho Lâm lập hai tay đem Lâm vân dâng lên. Lâm lập dưới gối con nối giỏi đơn bạc, chỉ có một trai một gái, nhưng độc nhất càng thêm coi trọng nữ nhi, ai nếu cưới nữ nhi của hắn, chính là cưới binh quyền trong tay hắn. Trên triều đình, đối tượng sang sát quỳ xuống cầu hôn dĩ nhiên không phải là thái tử đương triều như mình, khiến thái tử chu kỳ thật là căm tức nếu hắn không chiếm được, vậy Chu Uyên duy nhất đấu tranh với mình cũng đừng hòng có được. Hắn vẫn âm thầm nhìn chầm chầm động tỉnh tỉnh vương phủ, nhưng vẫn không có cơ hội xuống tay, tối nay là thời cơ tốt ngàn năm có một, chỉ là mấy thì về hắn cũng không để vào mắt, cho nên chỉ phái 10 người đi trước kết liễu tính mạng Lâm Vân, dùng cái này để kích thích mâu thuẫn giữa Lâm Lập và Chu Uyên, hắn ngồi yên thu lợi của ngư dân. Nhưng tối nay bởi vì hắn sơ suất, dĩ nhiên thất bại, hắn ở trong lòng trách cứ mấy tên ngu xuẩn kia làm hỏng đại sự của mình thì vệ tĩnh vương phủ ngược lại chém vết toàn bộ duy chỉ có lâm vân chạy không thấy bóng dáng hồng hà sơn rõ ràng chỉ có lớn như vậy làm sao sẽ tìm không thấy một nữ nhân tĩnh vương phủ quản gia vương trung một mực ở cửa sau bên cạnh phòng nhỏ tự mình trông coi tính toán canh giờ mấy người hẳn là đã sớm trở lại trong lòng hắn có chút mơ hồ bất an hắn lại như ngồi trên đống lửa chờ một chén trà vẫn không thấy người trở về liền kiên trì đi nhanh về phía phù dung viện tĩnh vương sau khi biết được tin tức lập tức phái thanh anh mang theo một đội nhân mã ra khỏi thành tìm người lâm vân hắn tuy rằng chướng mắt hắn có thể tham khảo nàng nhục nhã nàng nhưng cũng không dám ở thu phục san sát trước muốn tánh mạng của nàng hắn mơ hồ có chút đứng ngồi không yên sau khi thanh anh lĩnh mệnh rời đi không lâu thay đổi bộ dạ hành y cũng vội vàng chạy tới sau khi tĩnh vương ra khỏi thành không lâu thái tử liền nhận được tin tức hắn chán nản ngồi trên ghế triệt thoái người ngoài thành tối nay hắn hoàn toàn mất đi cơ hội tốt tĩnh vương dẫn theo không ít người bọn họ ra khỏi thành thẳng đến hồng hà sơn trên đường không có ai đụng phải điều này làm cho tâm tĩnh vương càng thêm bất an đi tới hồng hà sơn liền bắt đầu tìm kiếm theo kiểu thảm trải sàn lâm vân đã đông lạnh đến lập tức không mở mắt ra được lại còn muốn thỉnh thoảng nhắc nhở thúy ngọc không nên ngủ trong hoảng hốt nàng giống như nghe được có người đang gọi mình nhưng nàng sớm đã không còn khí lực đáp lại khi cô sắp mất ý thức cô dường như cảm thấy một điểm sáng xuất hiện trước mắt mình chu uyên nhìn lâm vân đông lạnh thành người tuyết nhanh chóng cởi quần áo trên người mình ra ôm chặt người vào trong ngực sải bước rời đi dưới chân núi thanh anh dò xét hơi thở của thúy ngọc xác định người còn sống cũng cởi quần áo của mình khoác lên người Thúy Ngọc sau đó khiêng lên vai nhanh chóng đuổi theo chủ tử. Trong lòng Chu Uyên hết lần này đến lần khác nói, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Dùng cái này để an ủi mình, hắn không phát hiện tốc độ của mình càng lúc càng nhanh, tâm cũng càng lúc càng hoảng, hắn ném cấp dưới ra thật xa. Trở lại Tĩnh Vương Phủ liền đưa người về Thủy Nguyệt Cát lập tức phân phó thanh nghiêm vẫn ở trong phủ đi mời vú em trương ma ma của mình tới tự mình chiếu cố vương phi. Hắn cũng muốn cho trương ma ma hảo hảo dưỡng lão, nhưng sự tình xảy ra khẩn cấp, chỉ có trương ma ma hắn tín nhiệm nhất, người cũng thỏa đáng nhất. Trương ma ma ở ngay trong sân phía tây vương phủ, có một cửa ngầm nối thẳng vương phủ, đây là chu nguyên cố ý mở ra cho nàng dưỡng lão. Cả nhà trương ma ma đều ở sát vách vương phủ, có vương phủ trong năm, một vú em như nàng hiện giờ cũng hưởng phúc khí của lão thái quân trương ma ma lần này lại muốn làm phiền người cần người tự mình chăm sóc bản vương mới có thể an tâm chu uyên đỡ trương ma ma ngồi ở trên ghế nói vương gia nói gì ngài cứ yên tâm giao cho lão nô đi trương ma ma vỗ vỗ tay chu uyên nói việc này quan trọng càng ít người biết càng tốt không thể truyền ra ngoài hắn quay đầu nói với thanh nghiêm Thanh nghiêm hiểu rõ đây là chủ tử bảo mình đi hạ khẩu lệnh cho các huynh để cấp dưới, ông quyền xoay người nhanh chóng rời đi. Vương gia cứ yên tâm, lưu thần y diệu thủ hồi xuân, lại có lão nô chăm sóc, ngài mau trở về nghỉ ngơi một lát đi. Trương ma ma đứng lên khuyên nhủ. Bổn vương đã sớm nghỉ ngơi, ma ma không cần lo lắng. Nói xong lại ấn trương ma ma trở lại ghế ngồi. Vương phi như thế nào? Hắn xoay người nhìn người trên giường hỏi. Hàng khí nhập thể quá thịnh, nếu là đại phu khác, sợ là muốn vương gia chuẩn bị hậu sự cho vương phi. Lưu Hạo nhiên cùng Chu Uyên cảm tình sâu đậm, cho nên nói chuyện rất là tùy ý trực tiếp. Đừng nói bên cạnh, vương phi đến tột cùng thế nào? Chu Uyên nhíu mày không vui nói. Ta có nói a, à, vương phi nàng hàng khí nhập thể quá thịnh, bất quá gặp được ta sẽ không có tính mạng chi ưu, chỉ bất quá. Hắn cố ý cau mày không nói. Còn không nói liền ném cậu ra ngoài cho chó ăn. Chu Uyên thật sự tức giận, túm lấy cổ áo Lưu Hạo Nhiên nói: "Được được được, ta nói ta nói, mau buông ra." Thấy Chu Uyên thật sự tức giận, vội vàng vỗ tay hắn nói: "Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, Vương phủ sắp có thêm tiểu thế tử rồi." Lưu Hạo Nhiên đứng lên, thi lễ với Chu Uyên, trên mặt tươi cười nói: "Chương 10. Có thế tử." bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Người nói cái gì? Chu Uyên không dám tin trừng to đôi mắt phượng hẹp dài kia. Tuy rằng thời gian còn ngắn, nhưng ta rất xác định Vương Phi có hỷ, thật sự là đáng mừng đáng mừng. Đại hỷ A Vương Gia, lão nô nhất định toàn tâm toàn ý chiếu cố tốt Vương Phi, chiếu cố tốt Vương Phi trong bụng tiểu thế tử. Ai U, đây chính là Vương Gia đích trưởng tử, là hoàng trưởng Tôn A. Từ khi Vương Phi vào phủ, trương ma ma ngày đêm ngóng trong tiểu thế tử đến thừa dịp xương cốt già nua của nàng coi như cường tráng có thể giúp đỡ chiếu cố tiểu thế tử chu uyên sững sờ tại chỗ hắn sắp làm cha lại không nhìn ra bất kỳ vẻ vui mừng nào rõ ràng sau mỗi lần đều ban cho cô một chén canh tránh thai hắn đột nhiên nhớ tới hơn một tháng trước hắn đối với vết thương chồng chất nàng động dục niệm không chút lưu tình muốn nàng lần đó cũng không có cho nàng ban canh hắn thần sắc phức tạp nhìn thân thể gầy yếu nằm ở trên giường bất quá vương phi thân thể thiếu hụt lợi hại lúc trước vốn là hàng khí nhập thể không có khôi phục hôm nay lại suýt nửa đông chết làm cho thân thể của nàng càng thêm họa vô đơn chí còn có dấu hiệu sinh non nếu không phải ta trở lại với trình độ phủ y của ngươi đứa nhỏ này trăm triệu lần là không giữ được ta trước tiên kê đơn thuốc tạm thời dùng còn cần mấy vị dược liệu khó tìm cần vương gia phái người thuốc ngựa ra roi thu thập khắp nơi nếu không hắn một bên vung mực viết đơn thuốc một bên mở miệng giải thích nhưng lời còn lại hắn không biết nên nói như thế nào có chuyện cứ nói thẳng không cần ấp a ấp úng chu uyên khôi phục thần sắc thản nhiên mở miệng không tìm mấy vị dược liệu kia ta chỉ có thể bảo vệ thế tử ra đời nhưng thế tử nhất định thể hư vương phi sau khi sinh cũng phải chết không thể nghi ngờ nửa câu sau hắn không nói hắn biết rõ chu uyên thiên vị lý uyển đối với Lâm Vân cho tới bây giờ đều là khinh thường, nếu như nói, có thể Chu Uyên thật sự sẽ không đi tìm dược liệu, nhìn người cứ như vậy chết, đây không phải ước nguyện ban đầu của hắn khi học y. Vì sao lại như vậy? Nàng thật sự thua lỗ nghiêm trọng như vậy. Hắn nhìn Lâm Vân nhíu mày hỏi. Đúng vậy, lúc trước Vương Phi bị thương căn bản, chân của nàng không trải qua trị liệu của ta, ngày sau nhẹ thì ẩm ướt rét lạnh đau đớn khó nhìn, nặng thì đứng không dậy nổi may mắn vương phi là sau khi đóng cửa tố chất thân thể so với nữ tử bên cạnh mạnh hơn rất nhiều bằng không đứa nhỏ này sợ là đã sớm không còn hắn thở dài sau kín mở miệng anh viết tổng cộng hai danh sách đưa tay cho chu uyên một tấm là phương thuốc một tấm khác chính là danh sách dược liệu cần thiết trương ma ma cũng thở dài theo tuy rằng nàng chưa từng kết giao với vương phi nhưng vương phi hai năm nay ở trong phủ như thế nào phẩm chất như thế nào trong lòng nàng biết rõ cũng từng khuyên vương gia yêu thương vương phi nhiều một chút chuyện xảy ra sau khi trắc phi vào phủ nàng cũng có nghe thấy nàng rõ ràng nhất các loại tính toán của phụ nhân hậu trạch hôm nay vương phi như vậy nàng chỉ cảm thấy đau lòng nhưng nàng chung quy là người hầu không quản được vương gia bất quá hôm nay vương gia gọi nàng đến tự mình hầu hạ vương phi có thể thấy được trong lòng vương gia rõ ràng thôi chỉ cần nàng ở lại bên cạnh vương phi tất nhiên chăm sóc vương phi là được. Chu Uyên cả đêm canh giữ bên cạnh Lâm Vân. Trong lòng hắn tự nói với mình, đều là vì hài tử. Hai ngày nay trên triều đình, hắn mơ hồ cảm thấy thái độ của phụ hoàng đối với Lâm Lập càng bất mãn, liên tiếp trăng dạy hắn nhiều lần. Lâm Lập ở Tây Bắc xa xôi, hắn lý giải đạo lý tướng ở bên ngoài quân lệnh có điều không chịu, nhưng hoàng quyền uy nghiêm, lại có người của thái tử xúi dục, phụ hoàng không cho phép uy nghiêm của mình bị tổn thương gì hắn mặc dù cưới lâm vân nhưng lâm lập cũng không hướng chính mình quy thành những thứ này chỉ có chính hắn biết người bên ngoài lại từ ngày hắn cưới lâm vân đã đem lâm lập cùng mình quy về một trận doanh chuyện triều đình làm cho hắn đau đầu không thôi hồi phủ còn phải dỗ dành lý uyển lại đi xử lý chính vụ mấy ngày nay thật sự là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh lâm vân một đêm trong đầu không khỏi nhớ tới một mạng trước khi lý uyển vào phủ cùng lâm vân nàng sẽ vì hắn bận rộn chính vụ đêm khuya đưa tới canh nước dưỡng vị ăn điểm tâm chỉ cần mình không kêu nàng rời đi nàng sẽ yên lặng đứng ở một bên vì hắn nghiền nát pha trà hình như là bắt đầu từ bảy tám năm trước cho dù nàng ở tây bắc xa xôi cũng sẽ hàng năm tặng mình một phần lễ sinh nhật còn có lễ mừng năm mới lễ đoan dương lễ trung thu nhưng hắn lại đem chân tình của nàng dẫm lên lòng bàn chân không phải đem lễ vật nàng tặng qua tay tặng người thì cũng là bóp ở lòng bàn tay hóa thành bột mình anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào món quà cô tặng thậm chí ngay cả những chiếc hộp tinh xảo kia anh cũng không có ấn tượng bỗng nhiên có chút tò mò cô tặng mình cái gì sắp lâm triều lúc hắn mới đi thu thập chính mình hắn nghĩ nên cho xa xôi tay bắt anh vợ truyền cái thư nói cho hắn biết lâm vân có thai sự tình viện phơ lơ lý uyển sáng sớm thức dậy chọn khăn che mặt màu xanh nước biển tự tay đeo lên nàng mang theo tâm tình tốt chuẩn bị ra ngoài một chuyến tối hôm qua liền bẩm báo với vương gia nói mấy ngày nay mình nhớ mẫu thân nàng rất nhiều muốn về nhà xem thử chu uyên cảm thấy lý uyển trở về thăm một chút cũng tốt thấy mẹ mình tâm tình có lẽ sẽ tốt hơn một chút liền đồng ý còn bảo quản gia đưa tới rất nhiều đồ quý giá để lý uyển mang về để biểu thị hiếu tâm lý uyển nghênh ngang trở về nhà mẹ đẻ thấy cha mẹ ruột tặng quà liền đi đến viện của mẹ mình Lý Uyển là một người thông minh, nàng tuy là thứ nữ, nhưng dỗ được phụ thân cùng mẫu thân vui vẻ, ở trong phủ hưởng đãi ngộ của đích nữ, ngay cả xuất giá cũng là quy cách của đích nữ trong phủ. Uyển nhi, mặt của ngươi thế nào? Mau để nương nhìn xem. Vương Di nương nhìn thấy nữ nhi nhà mình trở về, tiến lên bắt lấy tay nữ nhi thân thiết hỏi. Nương, con không sao, chúng ta về phòng nói. Lý Uyển cầm tay Vương Di nương nói bình lui người ngoài vương di nương liền bắt đầu quan tâm vết thương trên mặt lý uyển sau khi xác định bôi thuốc có hiệu quả mới yên lòng nương người nói ngày sau thái tử thật sự sẽ lập con làm hậu sao lý uyển hỏi như thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn làm hoàng hậu vương di nương hỏi ngược lại không phải a nương ta hiện tại tuy rằng còn chưa cùng tỉnh vương viên phòng nhưng đây là chuyện sớm muộn gả cho tỉnh vương làm trắc phi cũng là sự thật mọi người đều biết nếu như tương lai thái tử thành sự, chán ghét ta. Lý Uyển lo lắng nói. Con gái ngoan, để nương phân tích cho con, phải xem con chọn như thế nào. Con đã không còn là hoàng hoa chi thân, cái này không quan trọng, chúng ta có thể giả bộ. Nếu như lựa chọn tỉnh vương, bây giờ dựa theo kế sách của thái tử, Lâm Vân đã chết, dựa vào sủng ái của tỉnh vương đối với con, ít ngày nữa con có thể trở thành tỉnh vương phi. Nếu như lựa chọn thái tử, khả năng đăng cơ làm đế sẽ lớn hơn một chút, bởi vì thất hoàng thúc phía nam không có tâm tranh đoạt hoàng quyền, lại trung thành với hoàng thất chính thống, cho dù hắn không phải người của thái tử, dù sao cũng sẽ không trở thành trợ lực cho người khác. Hơn nữa, thế lực nhà mẹ đẻ hoàng hậu ở trong triều căn bản sai lầm chiếm cứ nhiều năm, võ có quyền ủng hộ ngoại trừ thất hoàng thúc và binh tài sang sát có hoàng thương ủng hộ, văn có trong triều đông đảo cánh tay chi thần, thái tử xưng đế, chẳng phải là thuận theo thiên mệnh sao? không phải là gã cho tỉnh vương chỉ cần thái tử thật lòng đối đãi với ngươi sai người liền mang ngươi ra ngoài mạ vàng đổi thân phận lại trở về là được nương hảo nữ nhi ngươi cẩn thận ngẫm lại suy nghĩ một chút nương tôn trọng lựa chọn cuối cùng của ngươi cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi